Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Và cũng khá là lâu rồi, mình không có làm một cái video review về hàng hóa rồi cho các bạn xem như thế nào, nó còn những cái gì. Thì hôm nay thì nói chung mình được nghỉ Tết và mình sẽ làm một cái video review hàng, xem là shop mình hiện tại còn những cái món hàng nào trước khi mà qua năm mới nha các bạn. Thì nói chung là có nhiều bạn hỏi mình là trong Tết thì mình có bán không. Thì hiện tại trong Tết mình vẫn bán luôn. Những bạn nào gần Trà Vinh thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Còn những bạn ở xa thì khoảng một năm mình sẽ bắt đầu gửi hàng lại nha. Rồi thì thường thì mình sẽ review cái kệ đó, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ review những cái món thức ăn dặm trước. Đó. Thì thức ăn dặm thì nói chung là trước Tết thì mình có về khá là đầy đủ rồi. Những bạn nào mà gần khu vực Trà Vinh thì có thể ghé qua và mua về cho mấy con chuột của bạn ăn luôn. Thì đây là kẹo với lại cúm trứng nha các bạn. Nói nha, cúm trứng. Còn bên này là phô mai nhưng mà dạng viên viên nén cứng. Đó. Còn cái loại phô mai giọt nước thì hiện tại mình đang hết hàng rồi. Khoảng qua Tết khoảng mùng 5 mùng 6 gì đó, hàng nó mới về. Còn đây là kẹo sữa dê hình con gấu. Đó, kẹo này đặc biệt là rất là thơm mùi sữa luôn nha các bạn. Trong này thì mình sẽ có bánh xương. Đây, bánh xương khá là mềm. Bên này cũng là kẹo sữa dê với lại rau củ mài răng nè. Rau củ mài răng vừa là rau củ vừa là cho có mấy con chuột nó ăn được luôn nha. Đấy. Đây là sâu rang loại nhỏ. Bên này là sâu rang loại chung. Đây. Mình về hai loại luôn, thì có nhiều bạn thích cho mấy con chuột của bạn ăn cái loại chung này á, cho nên là mình sẵn tiện mình về hai loại luôn. Các bạn thích cho mấy con chuột ăn loại nào cũng được. Thì nói chung là cái thành phần dinh dưỡng của nó thì nó cũng xem nhau. Cái loại chung thì nó hơn một tí thôi à, không có nhiều lắm. Và đây là cá sợi, mà nó nhầm, cá sợi nha. Đây. Trong này là những bịch thức ăn mà mình soạn cho khách nè, mình chưa có gửi kịp, qua Tết mình mới gửi luôn nè. Khoảng mùng 5 mình mới bắt đầu gửi hàng đi xa nha các bạn. Táo đồ có đủ nha các bạn. Rồi đây là cơm hướng dương. Đây là bịch hướng dương. Một bịch là hình như là 100 mấy gram á, chỉ có 10 ngàn thôi. Còn vỏ thôi luôn, cho mấy con chuột nó tách hạt rồi luôn nha. Bên cái thau màu đỏ này là tất cả các loại bông. Bông thì cũng còn khá là ít thôi. Bịch mình đang cầm là rau củ nha các bạn. Rau củ cà rốt đó, cà rốt sấy đó. Bông hồng mông cúc. Đây là bịch bông hồng nè. Đây, bông hồng sấy. Ở trong này thì còn một bịch yến mạch. Yến mạch thì vẫn còn. Bên này thì mình sẽ có kẹo nha các bạn. Kẹo trái cây đủ thứ màu luôn. Rồi. Còn đây là cơm bắp. Rồi cơm bắp. Ở đây thì mình còn 3 bịch mayo ô. Các bạn nào cần mua mayo ô thì ghé ủng hộ mình nha. Rồi cơm gạo. Một thức ăn khá là huyền thoại đối với các bạn rồi. Đấy, 10.000 một bịch. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu review mấy cái mẫu lòng hiện tại còn ở shop mình nha. Thì nói chung á là gần Tết rồi, mình không có nhập thêm lòng gì nữa, với lại lu bu việc dọn dẹp nhà cửa đồ, mình không có nhập lòng nữa. Khoảng qua Tết mình sẽ nhập thêm nhiều mẫu nha. Ở đây còn vài mẫu nè. Đấy, các bạn nào mà cần mua trong Tết thì có thể ghé qua ủng hộ những mẫu này của mình. Lòng mini, cái loại này là nó không có phụ kiện nha các bạn. Đấy, mình sẽ bán giá rẻ cho các bạn. Lòng hoàng tử lớn, đó, đủ đầy đủ phụ kiện luôn. Nuôi hai con rất là thoải mái luôn nha các bạn. Có bình nước chứ ngăn queo đầy đủ luôn. Bên này là lòng hai ngăn, đấy, màu cam, nó có hai chén ăn, hai queo với lại hai cái bình nước chân không luôn. Đó, các bạn mua về và nói chung là đầy đủ phụ kiện luôn rồi. Bạn không mua gì thêm, cần mua thì thêm hết. Thì mình trước Tết thì mình có nhập thêm một cái mẫu lòng gọi là lòng xách tay, lòng đeo. Đây, cái kiểu nó như thế này. Phía trên thì nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ thông khí lỗ lớn như thế này. Đấy, các bạn để hamster vào thì không sợ nó bị ngộp thở nha. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái chốt nè. Đấy, các bạn kéo nó lên và đẩy nó ra thì sẽ mở được cái nắp phía trên như thế này. Thì đối với cái mẫu lồng này thì các bạn có thể thách xách nó đi du lịch hoặc là vận chuyển cũng được, hoặc là các bạn để tách mấy con chuột đực nó ra cũng được. Đó, phía trên nó có một cọng dây. Bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái bình bi loại tốt nha, loại này mình thấy khá là tốt, và một cái chén ăn loại nhỏ thôi. Rồi và đây là một cái mẫu lồng khá là mới nữa. Đây là lồng trong suốt đó, mình đặt tên cho nó là lồng trong suốt nha, chứ mình không biết tên nó là gì luôn. Đây, mình về chỉ có được vài cái thôi, và cũng có mấy bạn kia lấy cũng gần hết rồi, mình chỉ còn một cái này. Nó cũng đầy đủ phụ kiện luôn nha các bạn. Bên này mình còn một cái mẫu lồng hai tầng loại lớn. Và đây là cái mẫu lồng đại nè. Đấy, lồng đại. Lồng đại thì nó sẽ đi kèm theo là một cái chén ăn loại lớn và một cái bình nước chân không thôi. Đấy.
Ok, bây giờ đến tầng thứ hai mình sẽ review cho các bạn đồ chơi với lại chén ăn. Chén ăn mình có chén ăn sứ, chén ăn gỗ, chén ăn nhựa đủ màu. Đó, mình chủ yếu là mình bán ba loại chén ăn này. Còn đây là cái nhà lẩu để cho mấy con chuột chui nè. Đó. Còn đồ chơi sứ đồ thì mình sẽ còn nhà bò, đấy, nhà mèo loại dẹp và nhà gấu. Đấy. Hàng thì cũng cũng gần hết rồi. Qua Tết mình sẽ lấy về thêm nha. Nhà mèo Mika thì mình vẫn còn, nhưng mà cái loại đợt hàng này nó bị chày á các bạn. Để mình lấy nét cho các bạn xem nè. Nó bị chày khá là nhiều, vì thế mình sẽ bán với giá rẻ nha. Đấy, nó bị chày khá là nhiều luôn. Cái lô hàng nó bị lỗi, mình cho nên là mình bán với giá là 26 ngàn. Các bạn mua hai cái chỉ lên mình tính 25 ngàn một cái. Nhà nhà lạnh đồ các kiểu. Đấy. Khá là đầy đủ luôn. Rồi đây là nhà tắm USO nha các bạn. Ở phía trên nó sẽ có những cái lỗ thông khí luôn. Nhà tắm USO. Cái mẫu nhà tắm này là nhà tắm cửa nha các bạn. Đây. Nhà tắm cửa tự động thì cái mẫu này mình mới về luôn, và nhà tắm nhựa loại thường nhưng mà size lớn. Size lớn thì giá chỉ có 29 ngàn thôi, rất là rẻ rồi. Nhà tắm bây giờ rất là rẻ luôn. Hồi đó hình như là ba mươi mấy ngàn á, nhưng mà size lớn bây giờ nó chỉ có 29 ngàn thôi. Còn nhà tắm nhỏ loại thường thì 20 ngàn. Đấy, rất là rẻ luôn. Đây là đế bình nước. Đấy, dành cho những bạn nào mà xài lồng kính nha. Rồi bên này là một số mẫu nhà gỗ còn lại, nhà trứng, nhà treo mà nói nhầm, nhà treo tổ chim, rồi nhà hai tầng, nhà đại chứ mấy mẹ bia đó. Ở nhà gỗ khá là còn khá là đủ, thì qua Tết mình sẽ nhập thêm nhiều mẫu nữa. Phía dưới này là bình nước bi loại 75 ml nè, bình nước chân không 18.000 bình. Đấy, nước chân không. Và một bình nước 125 ml loại bình nước bi loại tốt luôn nha các bạn. Đó, thì cái loại bình nước 125 thì 28.000, 75 thì 25.000. Rồi, bình nước 500 ml thì 55.000 một bình. À, đối với những bạn nào mà xài bình 500 ml bên mình á, mà các bạn xài lồng kính á, thì các bạn có thể chế lại như thế này. Đấy, tại vì cái lồng cái bình nước này nó không có cái lỗ ở phía trên đó bạn, nên là mình không có thể móc một cái dây sắt vào được. Nên các bạn có thể chế như thế này để xài cho lồng kính nha. Rồi, phía dưới này là nhà mèo, nhà gỗ còn vài cái. Khử mùi. Khử mùi thì các bạn ủng hộ mình rất là nhiều. Ở từ sau cái video mà mình review chai khử mùi á, các bạn ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Xài nó khá là hiệu quả luôn các bạn. Khử mùi hôi. Bên này là queo, các thứ queo gỗ, queo nhựa, có queo cho bia luôn nha. Đây, queo cho mấy bà bia luôn. Size to luôn nha các bạn. Rồi, trên này cũng đã review xong rồi, và cuối cùng là thức ăn. Đó, thức ăn, những bịch thức ăn huyền thoại. Hùng cưa nén loại 1 kg, các tấm, rồi các tấm thơm nè. Đấy, nói chung là đầy đủ vật dụng hết luôn. Các bạn nào gần khu vực Chợ Vinh thì có thể ghé qua và mua luôn, trực tiếp luôn. Mình bán trong Tết luôn. Cá Ấn Độ, cá trắng, cá bút đi. Bên này là mùng thơm. Đấy, mùng cưa thơm, một bịch nửa ký 16 ngàn. Rồi, cát sang thì có màu luôn nha các bạn. Màu xanh, màu đỏ, rồi xanh xanh, nó đỏ, tụi nhỏ nó mừng nó luôn. Đó. Rồi, ok. Thì đây là một cái shop nhỏ của mình. Trong Tết thì nói chung là nó khá là vắng vẻ các bạn. Tại vì trong Tết thì mình không có nhiều thời gian nữa mà nhập hàng đồ. Vì thế là mình nhập được một ít thôi à. Đấy, qua Tết thì mình sẽ nhập gì thêm. Rồi, và bán hàng thì nói chung là mình bán ở trong Tết luôn nha. Mùng 1, mùng 2 thì mình đều bán hết. Các bạn nào ở gần khu vực Trà Vinh á thì có thể ghé qua ủng hộ trực tiếp của mình luôn. Còn những bạn mà mua hàng ở xa, mình gửi đi xa thì hiện tại thì bên các đơn vị vận chuyển người ta đã nghỉ làm rồi, người ta nghỉ Tết rồi. Ở khoảng mùng 4, mùng 5 thì người ta làm việc lại thì mình mới có thể bắt đầu gửi hàng cho các bạn ở xa nha. Rồi, ngoài ra nữa thì các bạn có thể đặt hàng trước ngay từ bây giờ, thì khoảng mùng 4, mùng 5 đơn vị vận chuyển người ta làm lại thì mình sẽ bắt đầu gửi hàng cho các bạn luôn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!